Trời ơi, hỏi chị hỏi cưng coi chị ai mằng mai, chị mới nói là chị không có mằng mai, hai đứa nó tự quen. Chứ phải chị mằng mai thì nói chị mằng mai là chị không có mằng mai. Một hai là nói chị mằng mai. Rồi đứng ngồi chữ ngàn qua chữ sùm bắt nhã chữ không. Nói bà Mai tốt tuổi kêu cái thằng Lộc đó lấy bà Mai rượu bà Mai tét cái lộn. Mà hôm qua không có con chồng chị nhà, chứ phải con chồng chị ngày hôm qua nhà đó là hôm qua chồng chị thiệt nhậu qua đập bá ngày hôm qua rồi đó thiệt. Chị nhịn dữ lắm, chị nhịn luôn ha. Tới sáng này, tới hồi sáng này chữ nói là chị với Phong không đâu á. Lộc kêu Lộc lên, cái Lộc nói sao mới nó đạp cái ghế bố này dính phải nặng trong cái bố á. Cái là thằng Phong mới bẹt cái ghế bố không được, chị mới dịn cái ghế bố đầu trên này cho Phong nó bẹt ra. Xong xuôi rồi cái đậu bật mà vậy phải chạy ra mới thừa là chị với thằng Phong cản lâu cho thằng Lộc quýnh bà nói vậy đó. Nói chung là không biết bắn chung mà nói gần Lộc cho quýnh bà xong xuôi cái nói là hai con chó bự đứng cản cửa nhà bà nói chuyện với thằng Phong là hai con chó. Hồi sáng này chạy con với chú Phong đứng ngay cửa chặn giật này thì nói ngược lại, có mấy đứa là nói ngược lại, không có mấy đứa là nói chuyện là chó không bả là khác rồi. Thì cũng phải nói ngay từ về đây tới đây là 20 năm mà nào giờ Lộc không bao giờ nói chuyện chuyện tiếp. Mà từ mà nó gặp con nhỏ này rồi nha, con người nó thay đổi tất cả là luôn. Thay đổi lắm, nó thay đổi luôn. Gặp chị đi chợ với vợ con gái luôn. Biết chuyện lắm, nó hoanh tay, nó hỏi gặp mình là nó hỏi đủ thứ. Mà không có ngờ mà giờ đây bà này lại chở chứng nó lại ngược lại. Thằng kia thì nó thay đổi tính tình lại mà bà này lại ngược chở chứng. Ngược gì mà bà mới không biết đường nào mình nói luôn á. Rồi vậy. Rồi hôm qua bà đứng bà chữ chị đó. Rồi bà nói chị mằng mai mà chị có biết cái gì mà chị mằng mai. Trong khi con Tiền với nó hai đứa nó quen hồi nào rồi. Rồi con Tiền nó mới điện thoại lên Phong, nó hỏi chị Hạnh biết nhỏ này không, nó không biết nào giờ không biết. Cái mới điện thoại hỏi chứ cưng ở đâu, cái nó nói em ở dưới Định Hòa. Rồi nó ở xin Định Hòa, cưng ở đâu cưng chỉ đi cho chị Phong, nó đi xuống dưới nó tìm xuống. Cái mà nó mới chỉ đường, hai chị em mới xách xe xuống dưới nhà của con Tiền với mới hỏi cặn kẽ là con Tiền quen lòng sao. Cái Tiền nó nói là em quen anh Lộc đi bán vé số gì đó, rồi em gặp rồi ảnh cũng nói qua nói chuyện lại ngồi trong quán cà phê nói chuyện qua lại rồi em quen ảnh nay là cũng 6-7 tháng rồi. Mà ảnh cũng xuống ở đây nó ở hoài 5-10 bữa ở gì mà từ 10 bữa nay nó không có xuống. Rồi cái mới nói vậy cái chuyện đầu hai đứa mới đi xuống dưới mới hỏi qua hỏi lại xong rồi nó về cứ muốn cưng có thương Lộc không, nó có thương. Nó có thương thì để về chị kêu kiếm Lộc chị ra cho nó nói chuyện với nó cái gì đây gặp Lộc nó giờ Lộc sao con Tiền nó vậy đó. Cái nói là hỏi có thương không thương rồi. Cái đằng này mới thôi không mấy nữa cái bữa đó vô tình thằng Lộc nó mới ở dưới nó mới lấy điện thoại điện cho Phong kêu Phong xuống dưới là nói thương con Tiền vậy đó mới biết ngoài ra biết vậy đó rồi hai đứa hỏi chịu làm đám cưới không cái nó thôi làm đám cưới rồi đầu hai đứa tiến tới đằng này thấy gì thì nếu mà làm đám cưới thì trên cộng đồng mạng người ta giúp đỡ gì đó thì giúp cho hai đứa chứ chị đằng này chỉ là giúp vô thôi chứ không biết cái chuyện gì mà về đây hỏng gài quá nói là chị mằng mai hôm qua đứng ba chữ chị vậy có gì em có khổ không em dính dáng cái bạn mệt lắm mà trong khi mà nếu chị nói với Phao Dương Tân gì ở đây hồi nào giờ Tân thấy đó chị có khi nào mà chị bỏ bả không còn là chị giúp bả không mà ngày qua bả quá trời quá đáng với chị ngày qua luôn bả chữ chị như vậy đó rồi hỏi nghĩ thì sao mới sáng chữ nãy mà chữ gì vậy ngoài lộn đó thì từ hồi sáng tới giờ bả chữ chị nữa mà chị mới nói nếu con nói thiệt gì ba gặp mười mấy hai chục năm về trước đấy cái cảnh này là con quýnh gì ba rồi thật sự mà từ mười mấy năm nay hay từ ngày con gia đình tới giờ là chị bỏ tất cả mà chị nhịn tất cả hết mà gặp kiểu ngày hôm qua bả nói chuyện ngày hôm qua là chị thiệt chị dặn thiệt đó chị nhịn chị nói thiệt với người ta chị nhịn khi mà nhịn chịu hết nổi luôn hồi sáng là tức lắm mới trả lời nhớ là đặt mà đưa ông Tư đi không đặt ông Tư đưa là chị nói chuyện nhỏ nữa còn cái chuyện ngày hôm qua chị nói bả nói chị chứ động chờ thật sự mình đâu có quay nếu mà chị quay chị đăng lên Facebook quá cũng không ai làm gì được kiểu như nói thiệt thật sự luôn mà chị không bao giờ chị đăng rồi xong xuôi sao sáng này á rồi cái Lộc nó mới kêu Lộc giờ chuyện qua cái thằng Phong nó mới điện kêu Lộc về đặng cho giải thích cho bà nghe là cái chuyện của thằng Lộc với con Tiền quen hai đứa nó quen là đằng này không ai biết tới chú mong gầu chú nói làm đám cưới thằng Lộc tôi nói tôi không bằng lòng làm đám cưới con tôi chừng nào nó muốn là tự nó kiếm ai kiếm để cưới cho con tôi bữa ban đầu tôi không biết anh tôi rất mừng tôi chịu bằng lòng chụp hình tôi hung nó cái tôi xuống tận nơi con nhỏ nó nói mẹ con tới về nhà ba ngủ với nội bà biểu con kêu chú Lộc bằng ba con kêu không được ba con còn nội con còn tới mẹ con về nhà ngủ không à mà bà nói vậy con không có chịu rồi tôi mới biết tôi về tôi nói thằng Lộc ơi con có biết người này có chồng không nó biết chứ trước khi con muốn gần nó con phải biết nguồn gốc con cũng biết về nhà chồng nó mà tôi con cũng biết tới nó về nhà ngủ nữa
Nhưng mà ngạc thì con 48 tuổi rồi, còn 2 năm nữa con 50 tuổi, con chưa biết cái phần của người đàn bà ra làm sao. Bà yên con đi. Đâu có, nó sợ quay phim nó, chụp hình nó, rồi ba nó không nhìn nhận nó. Nó sợ lắm con nhỏ đó đó, tôi nói sao con tùm hoài vậy. Chùm nãy mấy ông thiện nguyện chụp hình con rồi ba con thấy sao được, nội con thấy. Con nhỏ đó, con nói nó tùm lại cũng phải nữa. Con nói con ơi, mở ra chơi. Mở ra rồi á, thiện nguyện thấy cái bữa đó là cái chú không cái chú không Nguyễn lại chụp hình. Rồi nó cũng trồng lại, rồi tôi nói sao con không mở ra cho chú chụp hình. Chụp hình là ba con thấy làm sao? Ba con thấy rồi ba con không nhìn con làm sao? Mỗi bữa con về nhà ba con ngủ mà bà. Nó nói, bà ơi, con nói thiệt chứ bà nha, con không bằng lòng cho chú Lộc làm ba con còn ba còn nội. Bà đem chú Lộc về đi. Tôi nói chú Lộc chú thương rồi, bà đâu có bắt buộc chú được, thôi đi. Để bà dạy dỗ chú. Bây giờ tôi nói thằng Lộc khó phòng rồi. Tôi nói Lộc ở đây thiếu gì người mà không ai làm mai cho con, làm mai ở dưới đặng con làm ở xa xa, đặng con chết bà chết bụi không ai biết xác thân con. Nó sợ rồi, nó nói để nó bỏ chỗ đó là nó sợ rồi. Thằng Khai Lộc tôi nói, nó nói rồi con sợ, bà nhát con quá sợ rồi. Tôi nói ở đây thiếu gì người không ai làm mai, mà làm mai tuốt ở dưới khúc đường vắng vẻ nữa. Đặng con ở mình con, thăm con thấy yếu dễ chết. Nó nói vậy hả, bà nói vậy con biết rồi, để con giờ vậy này. Nói là thằng Lộc, bà nói cái ngày đám cưới bà đừng có lợ, bà lợ bà đừng có quậy nha. Bà nói bà là chủ hôn, nó nói không được. Tôi cũng nói vậy. Bà con nào ăn đám cưới là bảo vệ thân con tôi chứ. Cái này là tự ai làm mai cho con tôi. Tôi không hay không biết, nhưng rốt cuộc là tôi biết tôi cũng nhầm. Nhưng là mấy ngày sau tôi xuống dưới tôi biết con nhỏ có chồng rồi, tôi mới hết dám nhìn. Lần đầu tôi nhìn, nó lần đầu dắt lên đây tôi nhìn. Tôi mừng lắm, tôi dẫn nó vô nhà rồi tôi hung hết là chụp hình rồi tôi cũng chịu nữa. Cái chụp hình nó khóc. Bị chụp hình là chồng nó biết làm sao. Tôi già rồi, tôi biết. Tôi nói đây là còn tránh quyền so sánh lại những lời nói của tôi. Tôi nói gian tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm hết. Con nhỏ kia mà không có chồng tối về nhà ngủ tôi hoàn toàn tôi chịu hết. Mà tại sao biết người có chồng mà làm mai cho con tôi và chỗ vắng vẻ đêm hôm người ta đến sớm người ta bình luận con, bà đem về đi để ở đây tới chừng con bà mất xe rồi mạng con bà mất rồi bà mới chịu đem về hay sao? Đem về nó không chịu, bây giờ nó chịu rồi, bây giờ nó về đâu rồi? Gần đây là nó tôi nói nó hay không biết rồi. Tôi nói ngày xưa người ta thường đánh con ban đêm, người ta nói là Lộc coi lấy thời dây đó nhà coi mày nói tao lấn ranh cái thằng nhỏ khung đo quấn thằng nhỏ tán hai lần rồi mấy lần tính đám cưới đây nè, tao lại giải tán con ai lấy đám cưới bà đặng bà không làm mà ai làm đây, tao không đồng ý rồi tới A Phú không ăn cũng lợi nè. Nên bây giờ đưa chỗ nào á tôi cũng biết, nhưng mà biết rồi dũng sáng chồng lên xã làm mai con tôi làm chi. Ở đây thiếu gì người bằng giá mà làm mai người có chồng cho con tôi đi xuống với xác minh tại nhà, mà nếu như con nhỏ này nó không có chồng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bây giờ mình cái tôi là sao ở đây tôi không nói cô tư này, tôi không nói ông năm này, mà sao tôi không nói mấy nhà đằng kia, tôi không nói mấy nhà họ bị ai chủ mua cho con tôi lấy vợ ở xa, nó là tôi mới sợ. Nó có mà vợ bà mừng. Mừng sao lại có người có chồng? Nói không có chồng nhà thiện nguyện bây giờ đi xuống đi dùm đi, nếu như con nhỏ này nó không có chồng tối nó về nhà chồng ngủ tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm tổn thất với mấy cậu hết, rồi mấy cậu bỏ thiện nguyện tôi luôn cũng được nữa. Tôi cái nào tôi cũng tuy bệnh hoạn chứ tôi cũng biết trình độ, tôi nói quan cho người ta thì xét thấy tôi cũng nói quan. Còn tôi nói có cụ thể hồ sơ giấy tờ đâu cũng có bằng chứng cụ thể. Làm mai mới cho con tôi với người có chồng mà vắng vẻ, con nhỏ nó không ngủ với chồng tôi đêm, ban đêm về nhà chồng không à. Đùng đùng gặp gặp hoài à. Chứ làm sao? Nghỉ ngơi khỏe vậy. Hả? Tối ngủ đi cho khỏe thức gì. Té
đi đấy đi uống nước gì cái té, ngày nào cũng té 2-3 lần á. Bác sĩ nói tôi khám tôi trong người tôi có bệnh thiệt, nhưng mà tôi có máu đột quỵ nữa, tôi đi tôi té, tôi đi tôi té hoài chứ gì, té lỡ đầu gối nè, tôi bị té hoài à. Nó đeo cọng dây là đỏ do vậy hả? Cọng dây là đỏ dây này đặng có đi xe đạp đặng như vậy nè nó, rồi đi té quá rồi không đi nữa, đi bị té, đi bị chóng mặt cái té thắng lại không kịp, sợ rồi đi đi té ra xe rồi không có đi nữa. Thằng Lộc con tôi sáng đây nè, nó nói tôi nghe lời bà rồi tôi về đây rồi tôi bỏ dưới rồi, bà nói cũng có lý, khúc giá rồi tôi về đây tôi mướn nhà rồi bà, nó thằng Lộc tôi á, nó lại đây nó đứng trước cửa còn nói tôi về đây rồi nè, tôi báo tin với bà hai nè, tại bà nói tôi mới tự giác, tôi nói con khúc vắng nước đọc ai gì đọc thật ai gì đọc thật ai gì đọc thật đi uống nước mới được quấn nè, mới được quấn, hỏi bà này ta cầm cái chổi ra đây kia tôi ra quấn nè.